anh rất là tốt. Em nghĩ là nếu hôm nay em không bấm nút thì cả nước sẽ bấm nút cho anh. Anh có thể mở cái này ra giúp em. Em không sao đâu, em cứ để đó là một món quà bình thường dạ, thôi. Không, em không nhận đâu. Anh có thể mở giúp em. Thì anh xin phép nha. Dạ không sao đâu anh, bó hoa kia thì em nhận được rồi, em cũng là người thích hoa. Nếu mà em quyết định thì anh ấy nhận lại thôi, nhưng mà anh nghĩ là cái tình cảm của anh ấy dành cho em cũng rất là lớn á. Dạ. Có thể chúng ta sẽ là những người bạn với nhau. Bây giờ mình giới thiệu về mình cho bên nhà gái nghe luôn nha. Em Lê Minh Tiền, sinh năm 87, buôn bán đến từ Bà Rịa Vũng Tàu. Nghề nghiệp của em là chủ một cơ sở sửa xe máy. Rồi cái nhà chỗ sửa xe máy là nhà của mình luôn hả? Dạ, ở đó anh thuê. Gia đình em có Vũng Tàu không? Dạ, ở Vũng Tàu, buôn bán gia đình gốc ở Vũng Tàu luôn. Tức là em không ở nhà, em làm thuê chỗ, em tự làm tự lập luôn. Dạ, tự lập luôn. Rồi, mời nhà gái. Nhà gái giới thiệu về mình nào. Em tên là Trương Thị Pha, năm nay 33 tuổi. Hiện tại em là nhân viên văn phòng đến từ quận 12 thành phố Hồ Chí Minh. Ở với ai Pha? Dạ em ở với con trai ạ, con trai em 8 tuổi. À có con trai, đó là nhà của mình luôn hay gì Pha? Dạ đúng ạ. Em có ưu điểm, khuyết điểm gì? Dạ ưu điểm của em là hoạt bát, vô tính và được mọi người nhận xét là người hòa đồng, cũng có khả năng chơi thể thao và ca hát. Còn khuyết điểm? Dạ khuyết điểm của em là cũng hơi khó tính và cầu toàn trong cuộc sống. Rồi còn Tuyền sao nè? Điểm mạnh của em á là một người cầu tiến, tôi làm ăn không cờ bạc, rượu chè, hút chích, gái nghiện, đó là túi độc tường không có. Rồi điểm yếu của em là em hơi nóng tính, mà khi nóng tính rồi thì em sẽ im liền, nhẹ nhàng, không có lựa chữ ai hay là chữ thở hay chữ thầy chắc. Ôi trời em gái dễ thương, thật ra là đâu phải ăn cơm la mắng hay là chửi rủa đâu mà ăn không được. Cứ biết nhẹ nhàng. Nhẹ nhàng thôi rồi. Không phải chửi nhưng mà em nghĩ là lúc ăn cơm là chúng ta nói chuyện vui cho đúng không? Nhất là nơi sum họp rồi. Thì dù cho lời nói đó góp ý có nhẹ hay là không nhẹ đi chăng nữa, em nghĩ nó cũng không phù hợp trong cái thời điểm và đúng cái hoàn cảnh ăn cơm như vậy. Cũng đúng luôn. Lan thấy em nói như vậy có cảm thấy nó tùy câu chuyện. Nhà trai rút kinh nghiệm, nhà trai tôi chịu lắng nghe lắm. Bây giờ nè, đường tình duyên em sao? Dạ em nói tình duyên của em là em có một đời vợ rồi và một đứa con. Con em nay 2 tuổi rưỡi rồi. Con gái đang ở với ai? Ở với mẹ. Lấy nhau được mấy năm? Năm 2019 tìm vợ với em, như tìm hiểu như là 3-4 tháng á, nó đến cuộc hôn nhân nó sớm quá, hai đứa chưa tìm hiểu tính tình với nhau. Cuối năm 21 vợ em là sinh ra một đứa em bé. Khi người phụ nữ sinh con thì bắt buộc phải về cho mẹ để mẹ chăm sóc chu đáo hơn nhà trai. Vợ phát sinh như là xuống vợ nó cũng đẻ ra, nó có một cái như là nó nói là anh ơi em là thích con gái nhiều hơn, bây giờ anh cũng thông cảm, anh kiếm một người khác đi. Trời nói gì luôn hả? Cũng có luôn. Tức là vợ em là thích người con gái khác. Thích nói thẳng luôn. Em muốn kiếm một người vợ tương lai như thế nào hả? Phải quan đồng mà chia sẻ với em, yêu thương chồng chung thủy, không tội bạc vụ chè hình xăm. Có xăm không? Dạ em chuẩn bị. Dạ em chuẩn bị. Chuẩn bị xăm hả? Thật ra xăm bây giờ nó là một cái nghệ thuật trang điểm. Cái đó bỏ qua thôi. Đi ha, bỏ nó qua dạ, nha. Dạ, dạ, mình mở lên xíu. Rồi. Em mong muốn có một người đàn ông như thế nào? Ngoại hình thì cũng bình thường, nhưng mà về quan trọng là tính cách thì là người điềm đạm, chia sẻ, kết nối trong cuộc sống gia đình. Có tính hài hước. Em không thích điều gì đàn ông? Em không thích đàn ông nóng tính, hành xử với người trong gia đình và ngoài xã hội cộc cằn. Anh không có vậy em ơi. Mình nói người khác nghe, người khác nói mình nghe. Cỡ bên đó điềm đạm vậy được chưa? Dạ, cũng không khá ổn lắm đâu ạ. Chào chàng trai của chúng ta. Nói chung là form là vừa đủ luôn á nha. Tôi là thấy ngoại hình hai bên là hợp nhau á, mọi người có thấy vậy không ạ? Rất là vừa đúng không? Vừa vặn. Ảnh có bị hó không? Ảnh có bị hó không? Trời ơi trời. Ai. Tôi để ý, tôi thấy mỗi lần nhà gái mà đưa cái yêu cầu này ra là thấy. Em ơi, anh có hói không? Dạ không. Hả? Anh đâu có hói, anh là trán cao mà, đâu có hói. Trời ơi, cảm ơn em, vì mà ai cũng nói anh hói chứ. Không, anh là trán cao, người thông minh và có tính quảng đại tốt. Em nghĩ là vậy. Thí dụ mà lỡ mà hói thì về mình không thích cái tóc đó là mình cạo luôn. Là mình sẽ không thấy hói nữa. Ok không? Dạ không. Không luôn hả? Dạ. Trời ơi chết rồi. Nói trời vui chứ. Rồi ai cũng sẽ hói thôi. Rồi ai cũng sẽ hói thôi. Do mình tính toán, mình chăm sóc gia đình, rồi do mình lo toan mọi thứ. Đáng lẽ lúc đó phụ nữ phải thương đàn ông hói nhiều hơn. Bởi người ta đã hy sinh thân thể của mình, hy sinh sắc đẹp của mình, hy sinh từng cọng tóc của mình, rụng hết để cho vợ con hạnh phúc. Thì làm sao không thương gì? Đúng không? Trời. Nãy giờ nghe yêu cầu đó, mình thấy mình đạt được bao nhiêu phần trăm nè? Phải tầm 7, 80%. 80% thôi hả? 80% là ngon rồi đó em.
20% còn lại nằm đâu? Mình phải tìm hiểu kỹ hơn, mình phải tìm hiểu một người đó thời gian, một năm hay nửa năm, quan điểm người ta sống như thế nào và người ta có chăm sóc gia đình của mình và cách sống người ta như thế nào, đó là một người đàn ông chân chính. Đúng rồi. Anh cần một người phụ nữ chăm sóc gia đình. Vậy anh có chăm sóc không? Ok luôn. Ok luôn. Ok luôn. Đó, ok. Tất cả quan điểm nhà gái, tự nhiên nhà gái mà cứ trục trặc như vấn đề như là nói về giống hai đứa yêu nhau, nhà gái như là con của đó bị bệnh hay là gia đình mẹ của nó bệnh, anh hy sinh thấy ở trong tiền có như là 100 triệu, 200 triệu, 500 triệu, 1 tỷ, anh thể giúp hết luôn. Trời đó, thấy người ta bao dung không? Rộng lượng chưa? Thế là lời nói của anh là chân thành, không phải là em thì thích mẫu người đàn ông của gia đình mà mình có thể chia sẻ cùng với mọi người thành viên trong gia đình. Đó là nó có nhiều cho nhiều đó. Đó, ta vậy thôi chứ. Tôi gặp người có nhiều tiền đưa tôi hết là tôi phá rồi. Đúng rồi đó. Tôi làm hết việc nhà không được, miễn có nhiều tiền đưa tôi được rồi. Rồi, hôm nay đi với ai nè, để nghe người thân của em nói coi sao nè. Dạ, em hôm nay thì em cùng một đội ngũ đẹp trai đang ở dưới. Trời ơi, đâu? Đó, anh trai và anh ruột hả? Dạ. Rồi, sao anh trai? Thấy người đàn ông bên đây sao? Theo em nhận xét á, thì bạn này nói chung là thấy cũng hiền. Nhưng mà cái lúc mà cao trào lên á, thì em nghĩ bạn có thể là mất kiềm chế. Mất kiềm chế. Tranh luận, mọi người đi cùng nói nhìn mình, quan điểm mình thà nói xong nó hết. Còn ở nhà nóng tính là em im vô bỏ đi đúng không? Im vô lại đi, nó rất là nói nhỏ, nhỏ nhẹ. Thì quan trọng là chỗ em gái. Em gái mà ok thì anh cũng không vấn đề gì. Yeah. Ok. Cảm ơn anh. Rồi nhà trai đi với ai? Dạ em đi có một em họ anh. Cho em xin chào tất cả mọi người ạ. Dạ, em họ muốn tiền. Thì em tâm sự chút xíu là anh tiền đây là tính của anh là tiếp xúc khách hàng nhiều. Là lúc nào cũng phải tư vấn cho khách hàng, nói chung là anh gặp khách hàng liên tục từ sáng tới luôn. Nhưng mà thật chứ cái con người của anh rất là thật, sống rất là thật. Nhưng mà nóng tính là kêu nóng tính thì chắc có lẽ em hồi trẻ thì sao chứ bây giờ rất là điềm đạm, hoạt ngôn thôi chứ không phải là gọi là nóng tính đâu. Yeah. Em nghĩ là hai người đã tới rồi thì nên cho nhau một cái cơ hội để mà tìm hiểu nhau, được thì là tiến tới luôn thì càng tốt. Dạ. Thật ra trai nói đúng đó, bạn bên đây là hơi hoạt ngôn thôi, còn nóng tính thì lanh đó, tức là nói tranh luận kia nhưng mà thật ra không có nóng tính lắm. Bạn nói đúng đó. Con trai mấy tuổi rồi? Dạ con 8 tuổi. Con tên gì? Con tên Lê Nhất Kiệt. Con có muốn mẹ đi lấy chồng không? Có. Có hả? Con muốn có người chơi cùng con hả? Dạ. Con thấy chú này có thể chơi cùng con được không? Con có thấy dạ, không? Được. Về chú sửa xe cho con. Đúng rồi. Nhà mình có chạy xe đạp không? Không có. Ồ, về chú mua cho con chạy xe đạp luôn. Chú làm cho con cái xe đạp luôn. Được không? Dạ được. Dễ thương quá. Được không tiền? Dạ được. Nếu mà bạn bên kia hiểu thì em rất thương con bạn luôn đầy đủ. Cũng được đó anh gái, anh thấy cũng được đó. Còn bây giờ mở rào thì hai người sẽ tiếp xúc với nhau nha. Rồi. Mở rào. Anh em mua hoa, mong em đẹp như hoa này. Rồi anh tặng em đem nha. Em hơi lâu đài tình ai đó chắc không có trên trần gian. Anh đưa em vào vùng anh sang. Em cũng có món quà nhỏ xin phép tặng anh ngày đầu tiên gặp mặt. Dạ, đúng rồi em. Dạ, em xin phép đem cái kính để nhìn anh rõ hơn, để chút bấm nút không bị nhầm lẫn. Để chút bấm nút không bị nhầm lẫn. Cũng hài hước lắm á. Dạ. Rồi, em thấy anh sao? Dạ, qua lời nói với lại hình dáng bên ngoài thì cũng tương đồng, cũng không có quá trên lệch. Tóc tai vậy được không? Cũng ổn ạ. Nhưng vào cuối tuần em hay đi giảng dạy, thỉnh giảng thêm á, thì không biết là bận quá như vậy thì khó để hẹn một ngày cố định. Thì gấp quá thì anh có sắp xếp được không? Anh sắp xếp được hết, anh làm chủ, anh sắp xếp tất cả luôn. Quan trọng là bên em thấy có rung động đó anh thì anh chấp nhận. Trời, quá được chứ. Quá chân thành luôn đó. Nếu mà được, em cho anh như là nhà trai bước tới, bao nhiêu lâu anh bước tới? Anh muốn có người để anh làm cho người đó hạnh phúc, hay là làm cho hai người hạnh phúc, hay là đó. Anh muốn người khác mang hạnh phúc đến cho anh? Anh muốn cho đem cho hai người hạnh phúc hết luôn, cả bản thân em hạnh phúc và anh hạnh phúc, hai người muốn đắp gia đình. Anh nói, anh thấy nghe nó được đúng rồi đó. Anh muốn đem hạnh phúc cho hai người, phải hai người hạnh phúc chứ sao người hạnh phúc được? Chúng ta có 30 giây nhìn thẳng vào mắt nhau, cảm nhận, trao nhau những cảm xúc ban đầu đó. Tuyền nói đi. Bây giờ em nói chuyện với cô gái này, em cảm giác em thế nào? Có rung động, em có thích cô gái này không? Cô ấy là chứng chắn suy nghĩ cao á. Em thì em rất là cũng thích, nên anh muốn chương trình này hai đứa mình bấm nút để mình tìm hiểu kỹ hơn. Em về chỗ anh làm coi như thế nào, hoặc là nhận xét anh người như thế nào. Quen 3 tháng được, bỏ anh cũng được. 1 tháng 2 tháng cũng được, anh không chấp nhận cũng được nữa. Anh nói thiệt, đó là chân thành của anh. Rồi, ok. Còn cô gái thì sao? Em cảm nhận anh là một người chân thành, không có giấu giếm gì. Anh rất là tốt, em chỉ nói được vậy thôi. Anh thấy chỗ anh này thế này nè, đúng như em nói á.
một sự chân thành, rất là mộc mạc. Có đôi khi muốn nói hết cái nỗi lòng của mình, nhưng mà thật ra văn vẻ của anh này cũng không thể nói hết. Và anh nghĩ rằng ở đây là một con người có thể cùng mình đi suốt cuộc đời đó. Nếu như mà em cảm giác có một chút gì đó cảm tình với này, một chút thôi cũng được, nên cho anh ấy cơ hội. Anh chỉ nghĩ được vậy thôi, còn quyền quyết định là của mỗi người. Hai bạn sẽ quyết định sau 3 tiếng đếm của Ngọc Lan. Một. Hai. Ba. Hết thời gian. Anh đã biết điều đó, anh cố gắng nói một chút gì đó, nhưng mà không thể, bởi vì tình yêu nó cũng xuất phát từ con tim. Anh cũng hiểu là nếu chúng ta không rung động thì không thể nào cho phép con tim mình làm sai điều đó được. Đúng không em gái? Dạ. Ừ. Anh rất là tốt. Em nghĩ là nếu hôm nay em không bấm nút thì cả nước sẽ bấm nút cho anh. Anh có thể mở cái này ra giúp em. Em sẽ trả. Sao đâu. Em cứ để. Nó là đem món quà bình thường dạ, thôi. Dạ không. Em không nhận quà. Anh à. Có thể mở giúp em. Thì anh xin phép nha. Dạ không sao đâu anh. Bấm hoa kia thì em nhận được rồi. Em cũng là người thích hoa. Nếu mà em quyết định thì anh ấy nhận lại thôi, nhưng mà anh nghĩ rằng cái tình cảm của anh ấy dành cho em cũng rất là lớn á. Dạ. Ha? À, có thể chúng ta sẽ là những người bạn với nhau. Em tên là Hoàng Ngọc Phú, năm nay 32 tuổi, em tới từ Lâm Đồng. Em làm công việc gì hả Phú? Em là nhân viên IT và hiện tại đã có một cái tiệm nhỏ nhỏ. Em tên là Tươi, em 27 tuổi, em cũng tới từ Lâm Đồng. Hả? Và trùng hợp quá. Đó là điểm mạnh của em rất là năng động. Và thứ hai đó là cực kỳ có trách nhiệm trong cả công việc lẫn đối với gia đình của em. Còn nhược điểm của em đó là em rất là lo xa. Chính vì lo xa nên có lẽ đôi lúc sẽ hơi cực cho em. Dạ, em nói về điểm mạnh trước thì em ăn nói rõ ràng, nghe được ạ. Thứ hai là em tác phong làm việc tương đối tốt. Em rất là tập trung vào công việc. Em cũng rất là giúp đỡ người khác. Nhược điểm của em thì em hay quên. Đôi khi mà em đang tập trung làm việc mà điện thoại hay đồ thì em dễ cáu. Đúng rồi, làm IT thì thấy cẩn thận ha. Điểm mạnh tiếp theo lúc nãy mà em quên đó là em rất là ham học hỏi. Em đã chuẩn bị trước là em có học cả nếu ăn và em có tham dự một lớp học về guitar. Cô gái này rất là lo xa, rất là chuẩn bị. Hôm nay đến đây là cô ấy có đem theo cái giấy chứng nhận là đã tốt nghiệp cái khóa nấu ăn tổng hợp. Tôi đây là một người phụ nữ đảm đang, kết quả là 10, giỏi. Đây đưa qua nhà trai tham khảo. Hoàng lấy đi, họ sẽ chứng nhận luôn. Chứng nhận đàng hoàng. Còn lối sống của em thì cũng khá lành mạnh, em thì cũng làm việc thì em rất là trách nhiệm. Em nghĩ cuộc sống em là cũng thế. Có chút hút thuốc hút nhiều không? Dạ cũng không nhiều. Không nhiều. Chàng trai có vẻ hơi rụt rè, nói nhỏ không quá. Không rụt rè đâu. Chị không nghe rõ lắm. Này rất bắt anh chưa rụt rè đâu. Hơi run đó. À hơi run. Dạ. Hít thở tự tin lên. Dạ, xíu nó kéo rèm lên là phải thuyết phục được cô gái. Nãy giờ hít nhiều mà cứ thấy tự tin. Cái vấn đề mà bạn gái nói là cái vấn đề mà ở Lâm Đồng đó, tự nhiên cái bị mất điểm vậy đó, em thấy sao? Dạ không, em thấy cũng bình thường mà chị. Tại vì trước em cũng quen các cô gái thì cũng hầu hết ở Hồ Chí Minh. Em hay lấy hàng thì khoảng tháng 2 tháng em xuống thường xuyên. Em nghĩ cái đấy nó không phải là cái cản trở duy nhất thôi. Bao nhiêu lâu thì em sẽ tính tới hôn nhân được? Em thì trong năm là em nghĩ là tuyệt vời nhất. Mọi thứ đã sẵn sàng hết chưa? Gần như là sẵn sàng. Nhưng có khi nào em nghĩ là em sẽ đi xa khỏi Lâm Đồng để lập nghiệp không? Trong cái suy nghĩ của em có bao giờ em nghĩ tới điều đó chưa? Em thì trước đây em cũng đã có ý định lập nghiệp ở Sài Gòn, nhưng sau một thời gian thì vài cái yếu tố khác nên em sẽ về nhà. Còn em nghĩ là lập nghiệp ở đâu cũng được cả, em không quá quan trọng vấn đề đấy. Nhưng mà chủ yếu là mình lo được cho người nhà, cho bố mẹ em. Vì em thì con út trong gia đình. Dạ. Hiện tại công việc mình đang ở Lâm Đồng là đang tốt? Dạ, cũng có thể nói là tốt, cũng có thể nói là không. Bởi vì em mới vừa ra, em làm rất là lâu rồi. Em mới ra cái tiệm ở đây thôi. Dạ. Thôi cũng chuyện đó mình cũng còn thời gian để tìm hiểu rồi mình sẽ bàn luận với nhau nhiều hơn. Ha. Nhưng mà sau này mình cứ đặt cái tiêu chí, cái điều đó mình đòi hỏi, mình không thích cái điều gì ở người phụ nữ không? Em thì không thích phụ nữ quá chi tiết hoặc là gọi là gì cầu nhỏ quá chị. Thấy nhiều quá. Vâng, với lại thứ hai là cái em thì tính em sống nó thoáng nên em thích người phụ nữ mà họ cũng thoáng tính như vậy. Chứ đừng quá là đặt trọng vào cái chi tiết, chẳng hạn như hôm nay đi người ta có thể đi chiếc thấp chiếc cao. Nhưng mà mình đừng nhìn vào cái điều đó. Mình nhìn vào cái mặt tích cực hơn. Nói chung nhìn mọi thứ cho nó tích cực để cho cuộc sống nó thêm cái năng lượng tốt. Đúng rồi chị. Rồi, chị cũng đồng quan điểm với em như vậy. Dạ. Ba mẹ em mình có phải làm dâu hay là gì không em? Dạ thì bố mẹ em thì cũng khá là dễ tính. Làm dâu thì tuyệt vời nhất. Còn không được thì hai đứa đã riêng và ok. Rồi, chút xíu nữa mình sẽ bàn luận kỹ hơn nha. Dạ. Em cũng nghe bạn Nam chia sẻ rồi chứ gì. Dạ. Chị thấy là về ngoại hình mọi thứ thì thấy là hợp rồi đó. Chỉ còn lăn tăn ở cái chỗ mà cái công việc, cái lập nghiệp thì hai em sẽ trao đổi với nhau, tìm hiểu nhau. Anh hỏi kỹ. Giờ để xem hai bạn ấy duyên như thế nào nha. Các bạn. Đây là phút quan trọng nha em nha. Tên gì em quên rồi. Em hỏi anh.
Xin chào, anh có một quà tặng em. Dạ, cảm ơn anh. Rồi, có quà tặng ảnh luôn. Dạ, em cũng có quà tặng anh mà tuy nhiên em không nghĩ là anh tới quê Lâm Đồng. Mày cà phê đúng không? Dạ, đây là cà phê Răng Say thương hiệu Lâm Đồng. Dạ, cảm ơn anh. Quá, cái này đi em, cái này luôn đi rồi mình nói chuyện sau, nãy giờ cảm xúc nhiều lắm. Âm nhạc lên cho nó tăng lên cái cảm xúc lúc này. Dạ. Em xin phép làm một khúc nhỏ của bài Cơn Mưa và Giọt Nước Mắt. Dạ, không lời. Okay. Em xuống đây là bao nhiêu lâu rồi? Em xuống đây bắt đầu từ năm 2009. 2009? 2009 là năm anh đi về luôn á. À là anh đi về từ năm 2009? Đúng rồi, hồi xưa anh cũng có học và làm việc ở đây. Năm em đến là năm em đi. Đúng rồi. Có khi là, ủa mà sao ở Hà Nam là khu vực nào mà anh là anh hay đi sửa dạo lắm. Anh gặp rất là mọi nhiều người trong đó lắm. Anh ơi, có chừng nào anh sửa wifi nhà em không ạ? Cũng có thể đó. Cũng có thể đó. Dạ, nhà em gần chùa Hà Nam. Gần chùa Hà Nam thì chắc là không rồi. Dạ. Địa điểm anh chưa tới. Mới xuống tới chùa thôi. À, anh hy vọng là sau cái thời gian này anh đi đàn anh chưa học nên anh rất mong có một người dạy đàn cho anh. Dạ. Là mình có thể tìm hiểu nhau. Anh ơi, dạy đàn em không có dạy miễn phí. Sẵn sàng thôi, anh sẵn sàng đóng phí. Dạ. Em thấy anh thế nào? Dạ, thứ nhất điểm cộng đầu tiên đó là mình cùng quê. Ok. Tức là bản chất con người là từ gia đình là mình đã một phần là biết nhau. Thứ hai đó là ấn tượng đầu tiên rất là chân thật và có thể tin tưởng được. Ok, thì anh thật mà. Dạ, anh có phép nếu em hỏi anh một vài câu ạ. Ok. Dạ, câu đầu tiên đó là ngoại trừ công việc thì anh có mối quan tâm nào khác? Ví dụ như các chương trình từ thiện hay là tham gia học một ngôn ngữ hay là môn thể thao có không anh? Cái đấy thì trước anh có. Bây giờ thì thứ nhất là tiện anh mới làm. Công việc của anh nó tương đối là nó giết thời gian. Nên là anh không có tham gia được. Và trước đây thì anh cũng đã từng tham gia rất là nhiều. Dạ, anh tham gia gì ạ? Anh thì anh không thể nhớ được tên, anh có thể đi với họ này, phát quần áo cũng có. Rồi những hôm nào anh không đi được thì anh gửi tiền. Đại khái là anh giúp được thì anh sẵn sàng giúp. Nên là dạ. Cái đó, nếu vậy thì rất là tiện, em có hay đi đúng không? Dạ, em cũng có tham gia một vài chương trình. Okay. Từ thiện. Và em thích học, thích chơi thể thao, em không bơi lội. Và em cũng thích là có chơi được một môn nhạc cụ nào đó. Anh thì cũng đang tập. Anh tập gì ạ? Anh tập guitar. Nhưng mà tại vì anh tay trái. Thôi mình nói nhiều quan điểm tình yêu đi. Quan điểm là chắc tới sáng cũng được, có 2 phút thôi. Quan điểm tình yêu của mỗi em như thế nào? Ok, thì anh xin phép hỏi trước đi. Dạ. Em nghĩ như thế nào về một tình yêu và một cái mối quan hệ trong xã hội? Nó giống như là cái tình yêu nó như thế nào và tình bạn như thế nào? Cái tình cảm trong gia đình như thế nào? Dạ, có lẽ trong 3 thứ em xin phép xếp gia đình lên đầu tiên. Ok. Tình yêu thứ hai và bạn bè thứ ba. Bởi vì những mối quan hệ đó là gần với em nhất. Đúng. Và từ trong lòng em, từ trong bản thân em yêu thương họ nhất. Và khi một bạn nam trở thành người thân của em, tức là mình cưới nhau rồi, thì bạn nó nghiễm nhiên sẽ có một vị trí quan trọng như là gia đình của em. Okay. Em cực kỳ nghiêm túc trong chuyện này. Anh thì cũng nói luôn về quan điểm tình yêu của anh. Dạ. Anh thì cũng khá có nhiều cái mối quan hệ trên xã hội. Đại khái là anh đi sửa máy, anh có thể gặp các cô giáo. Nói chung là anh gặp tuyết nữ rất là nhiều. Và hầu hết anh sửa cho nữ là chủ yếu. Nên là... Sửa cho nữ? Đúng rồi, sửa mà khách hàng của anh là nữ. Sửa cho khách hàng của anh là nữ. Đúng rồi, chứ đội nữ thì anh không biết sửa cái gì cả. Dạ. Vậy là anh, quan điểm anh rất rõ ràng. Anh yêu thì anh rất tập trung. Và nhiều khi là cái sự quan tâm của anh nó làm người khác khó chịu được. Dạ. Nhiều khi anh rất là muốn tìm hiểu xem cô gái đó đang thế nào, đang ở đâu gì đó. Thậm chí là đi về nhà chưa thôi. Nó chỉ là như vậy. Nên nhiều khi là anh thấy nếu đó là một cái sự khó chịu thì tốt nhất trong tình cảm của bọn mình thì mình cứ rõ ràng với nhau. Dạ. Nó là thoải mái nhất. Dạ. Quan điểm về con cái như thế nào? Anh thì anh cứ theo cái khuôn rập của một gia đình mình giáo viên mà là 2 con để nuôi dạy cho tốt và cũng theo cái quan điểm của nhà nước luôn. Thì không biết là em có muốn thêm không? Dạ thì chắc là quan điểm 2 con để nuôi dạy cho tốt ạ. Ok. Em còn muốn hỏi nữa không? Dạ không.
Okay. Bây giờ chúng ta chỉ còn 30 giây nữa. Các bạn hãy kiểm chứng lại để giờ tất cả mọi điều đang đến thế nào. Thực sự đây có phải là một đối tượng để mình tìm hiểu để tiến tới hôn nhân hay không? Kiểm soát xem trái tim mình có rung động một chút nào chưa? Nha, đừng vì tất cả điều gì hết, chỉ vì con tim. Nếu rung động thì ta bấm, không rung động thì thôi. Mọi người nói về suy nghĩ của mình với đối phương. 30 giây nhìn nhau hoặc nhắm mắt để cảm nhận để chúng ta bắt đầu phát biểu. Bắt đầu. Xin mời hai bạn. Em sẽ bấm chứ. Dạ có. Vậy chắc bỏ qua phần 30 giây đi chị. Dạ không. Em xứng đáng được nhận nó không ạ? Em xứng đáng được nhận những lời đó không ạ? Không, tại vì chắc chắn là anh sẽ được. Dạ không bỏ qua được. Không, vậy mình lại phải nhìn thêm 30 giây nữa. Em hãy nói những cái gì em đang suy nghĩ bây giờ với người đối diện và trái tim lúc như thế nào. Tận đáy lòng em đang suy nghĩ gì về cô ấy? Em thì em thấy là một cô gái này thì rất là dễ thương, bản lĩnh thì có thừa, nên là có khả năng mình sẽ xung đột với nhau hơi nhiều. Nhưng anh nghĩ cái xung đột đó trong tầm kiểm soát được, và anh rất mong mình có một cơ hội để đi được đến cuối con đường với em. Dạ. Hãy suy nghĩ có sẵn sàng cho những xung đột trong tương lai chưa? Một chàng trai rất là trầm, suy nghĩ cũng chín chắn, nói chậm nhưng mà rất thông minh. Một cô gái năng động, cũng thông minh không kém, lém lĩnh. Hôm nay là một ngày rất quan trọng với các bạn nha. Bởi vì hai gia đình có mặt gần như đầy đủ. Một gia đình từ Lâm Đồng đi vào đến thành phố Hồ Chí Minh để chứng kiến cái việc này. Các bạn không thể dối lòng mình được. Không phải bấm vì một điều gì cả. Khi ta bấm, người ta đã quyết định điều sâu hơn, xa hơn. Quyết định cho mình một cuộc sống hôn nhân. Chứ không phải bấm để vừa lòng ai hết nha các bạn. Suy nghĩ thật kỹ nha. Lắng nghe cảm xúc. Rất là quan trọng nha. Hãy đưa ra quyết định của mình sau 3 tiếng đếm và chịu trách nhiệm với nó. Các bạn có thể dối lòng mình nhưng không thể dối lòng với gia đình của các bạn đang xem chương trình. Hãy thật lòng mình bằng cái nút bấm nha. Chuẩn bị. 1 2 3 Hết thời gian. Chúc mừng. Đây, giấy tốt nghiệp vẫn còn. Gửi cho đó về hai người xem. Bây giờ thì mình hãy nắm tay thật chặt. Đây. Làm thủ tục đầu tiên đi hai bạn. Với sự chứng giám của gia đình hai bên. Này là bắt tay rồi. Vẫn là thủ tục của chương trình. Dạ. Là gì các bạn? Sắp xếp nhá. Rất tự tin và bản lĩnh cá tính. Tôi rất thích phong cách.